Có nhiều người không tin đời sau tiếp tục hiện hữu, do đó họ không thấy được giá trị của đời sống đạo đức và cái hậu quả của những hành động xấu xa. Thế giới ăn quán giang hồ là thế giới của sự bế tắc, vì họ không thấy được rằng là nó có một cái đề tiếp nối sau, và con người sẽ phải chịu lấy hết tất cả các hậu quả hay là kết quả tốt hoặc là xấu của nó. Cho nên tinh chuyên đời sống đạo đức là cách thức để giải tà giải ác. Thay vì đổ dồn tiền bạc và cúng sao giải hạn, thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy lắp bồi đời sống đạo đức. Đức trọng quỷ thần kinh. Đức mình lớn rồi đó, các quỷ thần xấu trong cuộc đời này đó phải kính phục lễ bị, không thể hại được. Và nó có cái năng lực là chuyển hóa những hành động tiêu cực nếu có trong quá khứ. Không làm các nghĩa cử cao thượng, không vun bồi đời sống đạo đức mà cứ van xin cầu nguyện đó, thì lòng mê tín ngày càng gia tăng và nỗi nơm nớp lo sợ đó, sự trừng phạt của luật pháp, sự cô lập của xã hội, sự tinh khiết của con người đó lúc nào nó cũng có. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là hãy nhìn thấy hạt giống nhân để không phải sợ kết quả của nó. Còn thế gian đó thì khi làm không sợ, khi quả đến đó, thì mà khóc lóc van xin làm sao cứu được bản thân mình. Hộ trì các giác quan là một nhu cầu để làm chủ chủ nghĩa tiêu thụ, như là một khuynh hướng, như là một bản năng của con người. Mỗi bộ giác quan có nhu cầu tiêu thụ khác nhau. Con mắt thấy vậy mà nó tiêu xài tiền của con người nhiều nhất rồi. Nó tiêu xài bằng nhu cầu của thẩm mỹ, nhu cầu của trang sức phẩm, thời trang, du lịch, thưởng thức, phim ảnh, văn nghệ, gì không? Cái hạnh phúc mang lại từ cái cửa giác quan của con mắt đó, nó cao hơn rất nhiều thứ. Chứ vì thế người ta mới nói là con mắt là cửa ngõ tâm hồn. Buồn vui đi được thể hiện qua ánh mắt của con người. Cái nụ cười người ta có thể làm giả dối được, cười gượng, cười đau, cười trong nước mắt vẫn có thể được, nhưng mà con mắt mà đang buồn mà làm vui khó lắm. Trong cái đó cái nhu cầu tiêu thụ của lỗ tai nó đóng một vai trò cũng khá quan trọng, vì con mắt đó, đi liền với lỗ tai. Phim thời đại của sạc lô bây giờ nó không có thịnh hành. Phim câm chúng ta phải tưởng tượng và giải mã. Bây giờ phim phải có âm thanh, âm thanh như là sự thật đang diễn ra, làm cho người bị kích động. Các loại hình giải trí của nhạc văn nghệ nói chung đó rất là cao, người ta có thể bỏ tiền ra rất là nhiều để thưởng thức đó. Còn ăn, ngửi, tiếp xúc của thân thể nó cũng không kém mà quan trọng. Nó có thể làm cho người ta tốn rất nhiều tiền. Và thiếu sự kiểm soát đó có thể biến thân phận mình trở thành nạn nhân và kẻ nô lệ. Thế nhà Phật dạy là trong sự tiêu thụ đó, chúng ta phải làm chủ. Muốn làm được chủ của thân thể này thì chúng ta phải xem rằng là mục đích của đời sống không phải là để ăn và hưởng thụ, mà ăn để phục vụ cho sự sống thôi, chứ mà để hưởng thụ. Người giàu sang cỡ nào đi nữa, ngủ một ngày cũng có cái giường thôi. Ta phải có 10 căn nhà, đầu hôm ngủ nhà A, cuối hôm ngủ nhà B, giữa hôm á ngủ nhà C, trước sau gì cũng bị mất ngủ và căng thần kinh, tăng sông máu. Giàu cỡ nào như là nữ hoàng của anh đi nữa thì mỗi ngày cũng mặc chừng 3 bộ đồ là cùng, chứ đâu ai mặc 20-30 bộ đồ đúng không? Còn người giàu là có nhu cầu là tiêu tiêu thụ ít hơn người nghèo về phương diện ăn uống, ăn kiêng ở cử, giữ eo óc, giữ vóc dáng, giữ thể hình. Người nghèo ăn thoải mái hơn. Nói chung là cái nhu cầu ăn uống mặc nó phải chừng thôi. Và nếu mà thiếu sự kiểm soát nó, mình sẽ biến mình trở thành nạn nhân.
Cho nên làm chủ được các giác quan là trở thành bậc thánh đó. Cái tiến trình tu tập đó là để cho mình làm chủ, thay vì mình trở thành kẻ nô lệ. Sống an nhàn ở trong sự thanh tịnh của đời sống đạo đức, sống hạnh phúc ở trong đời sống rất là giản đơn. Vậy đó nó có thể thiết lập được bằng nhận thức về tính giá trị của đời sống này. Chúng ta có thể quan sát các nhà sư, các sư cô đó. Ở một năm á, chỉ mặc có 3 bộ đồ. Mà nếu bộ đồ đó không có rách, không có hư đó, thì không có nhu cầu may mới cho năm sau nữa. Mặc cho đến lúc nào hư thì thôi. Bộ đồ này 5 năm rồi. Có sao anh? Đức Phật ngày xưa cũng vậy thôi. Và hạnh phúc vẫn có trên đôi môi, trên ánh mắt, không có nụ cười, tướng đi, vóc dáng, cử chỉ, giao tế, sinh hoạt, đi đứng đồng loài. Bởi vì bản chất của Hàn Quốc nó liên hệ đến dòng cảm xúc, với sự huân bình và làm chủ vô tâm, chứ đông thuộc và tỷ lệ thuận với khối lượng của vật chất. Do đó nhà Phật dạy là những người tại gia cũng cần phải thực tập một phần nào đó của người xuất gia về việc làm chủ các giác quan để thanh tịnh cái đời sống của mình, tạo ra cái chất liệu an nhàn, hoan hỷ, thư thái, thảnh thơi. Cái nhu cầu đua đòi đã làm cho người ta bị khổ đau nhiều lắm. Trong vòng 6 tháng vừa qua, chúng tôi có cơ hội đi thuyết pháp tại các trại tù, các trung tâm cai nghiện, các trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ, các trung tâm bảo trợ xã hội. Và thấy rằng tại đây, giới trẻ từ tuổi 18 cho đến 30, chiếm 90%. Xuất thân phần lớn từ các tỉnh lẻ nghèo khó về đời sống vật chất, muốn có một đời sống xa hoa, chân diện để sĩ diện với bạn bè, và không muốn nỗ lực từ mồ hôi và nước mắt của bản thân mình, cho nên đã rơi vào con đường của tội lỗi. Và do đó khi mà mình thấy được cái giá trị của đời sống an nhàn, hạnh phúc, nó có mặt với những người với cách sống, thì chúng ta sẽ tránh được thái độ đua đòi không cần thiết đó. Bây giờ Phật dạy là biết ít, ít muốn và biết đủ. Ít muốn là không đua đòi, biết đủ là hài lòng với những nỗ lực của mình và kết quả của nó. Vì nó không rơi vào tình trạng là an phận thủ thường. Mình vẫn làm hết mình bằng trái tim, bằng nhận thức, bằng phương pháp luận, bằng nỗ lực, với sự hỗ trợ của những người đi trước, những người thân, người đồng nghiệp. Mà nếu kết quả nó chỉ chừng đó thì chúng ta nên hài lòng với nó, bởi vì cái tác động của nhân quả đa chiều đó, nó sẽ dẫn đến một kết quả mà muốn cũng không thể hơn, muốn giảm đi cũng không thể được. Cho nên hài lòng với những kết quả thông qua sự lưỡi về nhân quả sẽ làm chúng ta có được hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng là câu nói của dân gian Việt Nam mô tả về ý nghĩa và giá trị của ngày rằm đầu tiên của một năm mới theo truyền thống của âm lịch. Bài pháp vào hôm nay chúng tôi sẽ phân tích về ý nghĩa của câu nói dân gian đó với ba góc độ: từ quan niệm của quần chúng, từ quan niệm của đạo lão, và cuối cùng ứng dụng vào trong lĩnh vực của Phật giáo. Sở dĩ mà người ta cho rằng là lễ Phật qua năm suốt tháng không bằng vào ngày rằm tháng giêng là vì người ta quan niệm rằng đó là ngày mà chư Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc giáng lâm xuống từ ngôi chùa
chứng minh tấm lòng thành của ba gia và ba tấm. Câu nói dân gian đó là một mặt muốn đề cao giá trị của ngày rằm tháng giêng, nhưng mặt khác lại hiểu sai quan điểm nhân quả và sự phù hộ của các Đức Phật nói chung. Lời kêu gọi đi chùa vào ngày rằm tháng giêng lúc đầu như là một lễ hội văn hóa, nhưng về sau này yếu tố của tín ngưỡng và tôn giáo phát triển mạnh đã làm cho ngày lễ đó trở nên là một cái lễ hội bình thường. Người ta đi chùa đông là bởi vì có Phật chứng minh, và khi nào Phật không chứng minh thì không đi, nghĩa là đi có điều kiện. Cái tâm lý thông thường của con người là muốn được người khác biết đến cái chủ thể của mình như là một chủ thể đang có mặt, đang làm việc, đang sinh hoạt, đang đi đứng nằm ngồi. Ngoài trừ một số cá nhân không thích bày lộ mình ra trước quần chúng, phần lớn con người cảm thấy được niềm vui khi có người khác quan tâm và biết đến sự hiện hữu của mình. Nên lễ hội dân gian ngày rằm tháng giêng là trở thành một cái lễ hội rất lớn, vì mong rằng và tin rằng các Đức Phật xuống sẽ phù hộ chứng minh gia trì cho tất cả những lời ước nguyện tốt lành trong đầu năm mới đó được thành tựu, dạng sự kiết từ như ý. Sự chứng minh của các Đức Phật đâu có đơn giản như cách nói của người dân gian Việt Nam, chỉ có ngày rằm Phật mới xuống để chứng minh. Tất cả mọi việc làm của chúng ta được tiến trình của nhân quả chứng biết, và chính quy luật nhân quả này như là một cán cân công lý quyết định hết tất cả mọi thưởng phạt, hạnh phúc hay là khổ đau của con người. Sự có mặt của Đức Phật là để dạy chúng ta cái quy luật bất biến đó. Cho nên cho đến lúc nào chúng ta còn tin vào luật nhân quả thì đến lúc đó Đức Phật vẫn đang còn ngày ngủ trong chúng ta, nhìn thấy tất cả các hành động của mình mặc dầu rất thầm kín. Nơi có thể tồn tại các dạng thức của những suy nghĩ rất thầm lặng chưa bộc lộ ra bên ngoài, nhưng vẫn được chứng biết qua nhân quả. Cho nên các nghĩa cử cao thượng, các việc làm lành, dầu có được người biết đến, không được người biết đến, chúng ta vẫn làm, vì nó là một đức tính tốt. Xã hội hóa các việc làm lành đó sẽ làm tăng thêm giá trị về sự hiện hữu của con người ở trong cuộc đời này, dầu cho đề sau có hay không, kết quả của hành động đó nó diễn ra theo ý muốn của mình hay không chưa quan trọng. Quan trọng ở chỗ là khi chúng ta làm được một việc tốt đó, lòng cảm thấy hân hoan vì ý nghĩa về sự hữu của bạn. Do đó chúng ta không chỉ đi ngày rằm tháng giêng mà đi bất cứ lúc nào chúng ta có thể thu xếp được thời gian. Nhiều Phật tử rất là siêng năng đi chùa mỗi ngày, thậm chí có nhiều vị cố gắng thu xếp thời giờ tụng kinh vào lúc 6 giờ chiều ở một ngôi chùa, và sau đó lập tức đi qua ngôi chùa thứ hai để có thời kinh thứ hai trong ngày, bắt đầu vào 7 giờ tối. Cái niềm vui của họ là được tiếp xúc với các giá trị tâm linh, cho nên biết thu xếp để có thể tận hưởng được các giá trị về đời sống tinh thần. Và nhờ đó các căng thẳng do sức ép của công việc làm ăn buôn bán trong các mối quan hệ đối tác được giảm xuống một cách rất là dễ dàng. Ở trong truyền thống Phật giáo Nam Tông có ba ngày liên hệ đến là ba viên ngọc quý
được gọi là ba nền tảng tâm linh. Ngày Phật Bảo, tức là ngày rằm tháng tư, Vesak Puja, tượng trưng cho tất cả những gì cao thượng nhất, đẹp nhất ở trên cuộc đời liên hệ đến sự có mặt của Đức Phật, sự thành đạo của Ngài và sự ra đi khỏi cõi đời này. Ngài Tân Bảo được gọi là ngài Katinabucha, ngài tôn vinh đời sống đạo đức của những vị chân tu thật học, xuất gia tiến về một phương trời cao rộng, từ bỏ những khuynh hướng hưởng thụ của đời sống thế trần, trở thành một con người thanh cao trong giản đơn, và mang giá trị lợi lạc của Phật pháp đến với mọi người. Cho nên các chiếc y công đức được dâng đến như vị xuất gia vào ngày rằm tháng 9 âm lịch, tương đương với tháng 10 dương lịch, sau 3 tháng nạp lại cái bình năng lượng tâm linh, được gọi là mùa an cư, tự ở một chỗ trong 3 tháng mùa mưa. Và ngày rằm tháng giêng được hiểu trong Phật giáo truyền thống là ngày Pháp Bảo, vì ngày đó nó có hai sự kiện quan trọng. Thứ nhất là Đức Phật tuyên bố rằng là 3 tháng nữa Ngài sẽ rời khỏi cõi đời này, vì tất cả những việc cần làm cho cuộc đời Ngài đã làm xong. Nhiệm vụ giáo hóa cho cuộc đời có được cặp mắt của tuệ giác và tình thương đã được thiết lập. Các pháp môn hành trì đã được phơi bày, không có gì giấu giếm. Môn đệ và tất cả má tánh đã hiểu được con đường và hành trì có kết quả với sự an vui và hạnh phúc. Cho nên Ngài cảm thấy nhiệm vụ đã chu toàn, cho nên ra đi để hóa độ ở các hành tinh khác. Sự kiện thứ hai mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích, ngày rằm tháng giêng là cái thời điểm mà Đức Phật đã giảng thuyết về một bài thi kệ có tựa đề là giải thoát giáo, tức là dạy những cách thức để con người có thể phóng thích nỗi khổ niềm đau. Vì giải thoát là sự mở trói, phá tan xiềng xích, giọng tan cửa ngục, mà mỗi cái ý niệm về lòng tham, mỗi tâm niệm về sự sân hận và mỗi ý niệm về sự si mê đó chính là một ngục tù giam nhốt chúng ta trong nỗi khổ và niềm đau. Đặc biệt là dân gian miền Bắc cho rằng ngày rằm tháng giêng chư Phật ba đề sẽ có mặt ở các ngôi chùa để chứng giám, cho nên lễ hội dân gian đó nó gắn liền với tín ngưỡng, ai nấy đều nô nức trở về chùa, không ai bảo hai, trên tay cầm vài mươi nén hương thắp khói nghi ngút cả ngôi chùa, hòa vào phong tục tập quán đốt vàng mã, nguyện cầu khấn vái cúng sao, mong cho các tài ấp và hạn vận không may mắn của mình trong một năm đó có thể được tháo gỡ nhờ vào lòng từ bi của Đức Phật. Đến chùa vào ngày rằm tháng giêng mà chỉ với một cái quan niệm dân gian thông thường đó thì giá trị lệ lạc đó sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nghĩa là thay vì tiếp xúc với đạo Phật như là một viên kim cương, quan niệm dân gian và tiếp xúc đạo Phật qua cái lớp sikola bọc viên kim cương đó thôi, nghĩa là hưởng được một phần rất nhỏ về các giá trị, trong đó những nội dung quan trọng hơn đó, thì là bị bỏ quên, và đó là một sự mất mát và tổn thất về phía người hành trì. Do đó chúng ta cần phải dành thời giờ đến các giảng đường, nơi mà các bài thuyết pháp đó có thể được diễn ra trong quy mô một ngôi chùa nào đó,
để chúng ta học hỏi được những gì mà Đức Phật dạy. Họ đến với đạo Phật thông qua phong tục tập quán tín ngưỡng ấy, thì chúng ta sẽ biến ông Phật trở thành một vị thần linh, và bản thân mình á sẽ sống ở trên những lời nguyện cầu, mặc dầu nó phát xuất từ những gì mà mình mong mỏi thiết thực và chân thành nhất, nhưng kết quả là một vấn đề khác. Vì theo đạo Phật đó, tất cả mọi thứ được và mất trong cuộc đời đều do nhân và duyên để tạo thành một kết quả nào đó. Thay vì chúng ta đổ dồn tâm sức vào sự nguyện cầu, thì đạo lý nhà Phật dạy chúng ta là hãy gieo trồng các hạt giống về những gì chúng ta mong đợi, kết quả sẽ diễn ra một cách rất là tất yếu. Tình trạng có được kết quả như mong đợi nên giống như chúng ta đào giếng, và dĩ nhiên á, phần lớn á, ai cũng muốn có được nước, và nếu người đào giếng đó là một nhà thơ thì mục đích của việc có nước giếng là để ánh trăng có thể soi văn phạt ẩn hiện, tạo ra một quang cảnh rất là hài hòa về ban đêm, với một bức tranh rất là tức cảnh sanh tình. Nhưng nếu như cái người đào giếng đó chỉ mong cầu mong có nước để có trăng hiện mà không đào, hoặc là vừa đào vừa chơi đó, thì lời nguyện cầu đó, ước muốn đó dù có chân thành cỡ nào đi nữa, và không bao giờ có kết quả. Đạo lý nhà Phật dạy thay vì đổ dồn và đánh mất năng lượng vào những sự mong đợi thiếu hiện thực, thì hãy nỗ lực làm, cứ đào. Khi nào có nước thì lúc đó trăng sẽ hiện. Như vậy là chúng ta sẽ giảm thiểu được các năng lượng bị thiêu đốt vào những mong cầu, mà ta lúc đó nó có thể dẫn đến tình trạng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao, chán nản theo đó phát sinh. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta sống bằng hành động và sống rất là thiết thực, mặc dầu chúng ta cũng phải nuôi dưỡng các cái ý, các nguyện vọng chân thành như là một động năng để đẩy chúng ta về phía trước. Lễ thượng nguyên ở trong chữ Hán hiểu nôm na đó là sự bắt đầu cao cả, sự bắt đầu có tầm vóc lớn. Nó còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu, hoặc là Tết Nguyên Tịch, hay là Nguyên Già, vì nó gắn liền với ban đêm có ánh trăng soi vằng vặc, và nó là một cái quang cảnh rất là hữu tình cho mọi thế hệ già trẻ lớn nhỏ nam nữ ở mọi phương trời. Lễ Nguyên Tiêu là đêm trăng tròn đầu tiên của một năm âm lịch, với ánh trăng soi và sự lung linh huyền diệu tạo ra một cái không cảnh vừa đẹp vừa linh thiêng. Thì đó, nó đã gắn liền với rất nhiều cái phong tục tập quán dân gian, xem đó như là một cơ hội của du xuân về đêm. Có lẽ dân tộc Việt Nam là một trong rất ít các dân tộc trên thế giới có thời gian thưởng ngoạn du xuân ăn Tết đó, dài nhất và lâu nhất. Tết không chỉ bắt đầu vào đêm giao thừa, bắt đầu cho thời khắc mới của một năm, còn kéo dài cho đến rằm tháng giêng, và nhiều nơi còn quan niệm luôn cao tháng giêng ít nhất là 15 ngày hay là 30 ngày, Tết Tây chỉ có 2-3 ngày là kết thúc. Tết văn hóa, Tết tôn giáo của các quốc gia trên thế giới cũng có vài ba ngày thôi. Người Việt Nam thì nghỉ Tết khá lâu, có thể lâu nhất ở trong các dân tộc. Trong truyền thống của Lão giáo có ba ngày rằm quan trọng được gọi là Thượng Quân, Trung Quân và Hạ Quân. Thượng Quân là ngày rằm tháng giêng,
gắn liền với một vị quan trên trời. Rồi từ đó nó có một câu thành ngữ tứ tự: thiên quan tứ phước, quan trời ban phước lộc. Dân gian Trung Hoa ảnh hưởng theo truyền thống của lão giáo này để cho rằng ngày rằm tháng giêng là ngày có rất nhiều phước lộc, cho nên lễ hội văn hóa đã được xuất hiện một cách rất là có ý nghĩa ở trong ngày ngày rằm tháng giêng. Lễ Trung Quân rơi vào ngày rằm tháng bảy, gắn liền với vị địa quan, với chức năng đó, địa quan phạt tội, tức là mang lại sự công bằng, công lý cho cuộc đời. Tội thì trừng phạt, còn công thì được hưởng. Thì ngày rằm tháng giêng là cái ngày để tạo phước lộc. Sau đó rằm tháng bảy làm các việc mang lại công lý và sự công bằng cho cuộc đời. Rằm tháng 10 được gọi là rằm hạn quân, gắn liền với thủy quan và chức năng là giải ấp, tức là quan dưới nước, thế giới của biển khơi sông ngòi. Nói chung giải tất cả mọi tai ấp quan khiên quán trái của cuộc đời thông qua các mối quan hệ có nhiều lằng cặn giữa con người với con người. Khi người ta gắn liền ba vị quan này, một bên đó là trời, một bên là đất, một bên là nước, với ba chức năng ban phúc lộc, tạo công bằng, giải tai ấp, người ta tạo ra một cái cơ hội cho sinh hoạt văn hóa của con người có một cái định hướng, tức là trong cái tháng giêng đó đừng bao giờ mất phương hướng như dân gian Việt Nam mà tháng giêng là tháng ăn chay, mà hãy tạo cái gì đó cho có phúc lộc, có giá trị cho những gì mà mình dấn thân vào trong suốt cái ngày rằm tháng giêng. Câu nói của dân gian Việt Nam có thể phát xuất từ một cá nhân nào đó hay là một tập thể nào đó. Nương vào cái mùa nghỉ Tết, họ đã vui chơi giải trí với nhiều hình thức khác nhau, và có nhiều người lười hoặc là chơi Tết quá lâu đó, suốt cả một tháng giêng. Chứng kiến sự thịnh vượng như vậy, người ta đã đưa ra một cái câu câu nói: tháng giêng là tháng ăn chơi. Nhìn trên thực tế, phần lớn dân tộc Việt Nam á không sử dụng tháng giêng làm tháng ăn chơi, mà nó là một cái tháng để thể hiện, để dấn thân vào các lễ hội văn hóa và tôn giáo nói chung. Ở tại miền Bắc đó, chúng ta thấy là mà người dân Việt Nam đã dấn thân vào các lễ hội qua các cái cách thức chảy hội khác nhau, rất là đa dạng và phong phú, mỗi nơi mỗi cách. Hội Gò Đống Đa thì nằm ở Hà Nội, hội Cổ Loa đó nằm ở Đền Giống của Hà Nội, hội Chùa Hương tỉnh Hà Tây, hội Yên Tử ở tỉnh Quảng Ninh, hội Liêm ở Bắc Ninh, hội nhiều hội mang tính cách dân gian và dân tộc khác đều gắn liền với mùa xuân, với nhiều dấu hiệu của an vui, thăng quan, phấn khởi, tươi mát với muôn hoa, muôn màu, muôn vẻ. Ở miền Nam á, thì nó gắn liền với lễ hội Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, hoặc là lễ hội Bà Thiên Hậu ở Bình Dương. Còn đối với những người Hoa đó, thì còn có lễ hội Chùa Ông, cái khác là lễ hội Quan Thánh Đế Vương. Các hoạt động văn hóa đã được thể hiện rất là đa dạng. Năm nay là năm đầu tiên Bộ Văn hóa Thông tin đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn
tổ chức ngày lễ hội văn hóa người Hoa bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 và kết thúc vào ngày 4 tháng 3 2007 với rất nhiều loại hình là hoạt động văn hóa, chẳng hạn như là cái cơ hội để ngắm đèn, ăn bánh trôi, thưởng thức các ca khúc, rồi ca kịch, hay là xiếc, ẩm thực, múa sư tử, múa hương ca, và cơ hội đi viếng chùa, thắp lễ hoa đăng, làm rực sáng cả những góc trời, những công viên và những nơi vui chơi tập thể nói chung. Ý nghĩa của ngày lễ hội văn hóa đó nó đã thiết chặt được cái tình hữu nghị giữa hai dân tộc sống ở trong cùng một quốc gia mà trong quá khứ đã từng có những cuộc chiến tranh đẫm máu gây ra cảnh hận thù và phân ly rất nhiều. Ý thức hệ thông qua các cuộc chiến đó làm cho con người ngày càng phân ly, trong khi đó các lễ hội văn hóa làm cho con người gắn bó và gần gũi với nhau nhiều hơn. Cái nhu cầu để thưởng thức các giá trị tinh thần cao cấp này đó, ai cũng có, ở đâu cũng có. Và trong niềm vui á, con người dễ dàng nói kết với nhau. Còn trong chiến tranh và hận thù đó, con người vẫy tay nhau và trở thành kẻ đối lập. Các lễ hội văn hóa đó nó phải gắn liền với cái phong tục tập quán của một dân tộc để cho ý nghĩa xã hội, ý nghĩa văn hóa của nó được mới được phát huy một cách triệt để nhất. Văn hóa của Trung Hoa là văn hóa phối hợp hài hòa giữa Phật giáo, Lão giáo và Khổng giáo, mặc dầu hiện tại đó thì Phật giáo chiếm phần nổi trội. Người Việt Nam tổ chức ăn mừng lễ hội văn hóa Trung Hoa cho dân tộc Trung Quốc tại Việt Nam là một nghĩa cử rất cao thượng và rất hay. Mặc dù tổ chức quá muộn màng sau mấy mươi năm, nhưng dù sao nó cũng là một điều rất cần thiết. Nếu chúng ta biết vận dụng cái chính sách mở rộng văn hóa để mang lại niềm vui tinh thần cho các dân tộc khác nhau, đặc biệt là dân tộc ở vùng cao nguyên, vùng sâu, vùng xa, thì chắc chắn rằng cái yếu tố huynh đệ một nhà đó nó sẽ được phát huy và dân tộc Kinh nó sẽ có cơ hội được học hỏi một cách trực tiếp hay là gián tiếp những nền văn hóa của các dân tộc khác nhau như là những người anh em. Trong dân gian còn có một cái câu trẻ vui nhà, già vui chùa, nói lên hai khuynh hướng hưởng thụ văn hóa và dấn thân vào văn hóa khác nhau. Thế hệ trẻ thì ở nhà, thế hệ lớn tuổi thì đến chùa. Ở nhà có thể vui nhộn thưởng thức văn nghệ hoặc là những trò chơi bạn bè, vào chùa đó để hướng về đời sống tinh thần. Và do đó hai hướng lựa chọn này nó có hai cách thức mang lại hai giá trị khác nhau. Trong sự hưởng thụ các giá trị vật dục đó, chỉ cần một giây phút mất kiểm soát đó, con người có thể trở thành nô lệ của nỗi khổ đề đau và biến mình trở thành một nạn nhân. Trong khi đó hưởng thụ các giá trị văn hóa và tinh thần, con người sẽ thăng hoa chính mình, đỡ tốn tiền mà lại tăng thêm giá trị. Câu nói này bây giờ nó không còn đúng nữa, vì ngày nay đó đi chùa không còn chỉ là giới lớn tuổi. Sau những năm tháng thăng trầm vinh dục, lên voi xuống gió trong cuộc đời, con người đã hướng nội quay về với chính mình. Mà giới trẻ nam thanh nữ tú cũng nhiều dòng và nô nức đến chùa để trải hội. Chỉ cần quý vị có mặt ở miền Bắc, nơi gắn liền với các lễ hội, với sự tham gia của rất nhiều người lớn tuổi bây giờ, trên phân nửa là giới trẻ,
cái khuynh hướng đó đã có mặt khắp ở đây mọi chỗ. Quan điểm dân gian nó như là một cái quy luật vi nạp đúc kết từ kinh nghiệm diễn ra trong một bối cảnh lịch sử nào đó, nhưng xem nó là chân lý đó thì chúng ta sẽ đóng khung và do đó nó sẽ diễn ra sai với những gì chúng ta mong đợi. Điều đáng nói là ở tại miền Bắc đó, thì người ta có khuynh hướng không phải đi chùa Phật, mặc dầu cái lễ hội rằm tháng giêng đó, lúc đầu nó có nguồn gốc từ lão giáo, sau khi được tiếp biến văn hóa từ cái nhìn của nhà Phật rồi đó thì ý nghĩa xã hội, đạo đức và tâm linh của nó rất cao. Nhưng rất tiếc ngày nay thì người miền Bắc lại gắn liền với các ngôi chùa chùa Bà nhiều hơn là chùa Phật. Nếu trước đây người ta có khuynh hướng đi bốn chùa trong hệ tứ pháp như là chùa Bà Dâu, chùa Bà Đậu, chùa Bà Tướng và chùa Bà Vàng, thì bây giờ người ta có khuynh hướng đi sáu ngôi chùa Bà vì họ có niềm tin gắn liền với sự phù hộ của các bà, với niềm hy vọng rằng là bà tự thương cho tình thương như là một người mẹ. Trong ngôi chùa đó là chùa Bà Đá, chùa Bà Đanh, chùa Bà Nành, chùa Bà Ngô, chùa Bà Già và chùa Bà Móc. Cái ngôi chùa này nằm ở miền Bắc. Ngày hôm nay, ngày mai và vài ngày sau nữa, các ngôi chùa này sẽ đầy ắp Phật tử và những người không có tôn giáo nói chung đến cúng viếng, cầu nguyện, xin xăm, đón tướng, cúng sao mong cho các hạng ấp của mình đó được trôi qua dưới sự phù hộ của các bà, xem như là linh hiển hoặc là mong trời Phật giúp cho mình vượt qua mọi điều bất hạnh trong cuộc đời. Ở miền Bắc còn có nhiều nơi đã thiết lập các đàn tràng chia làm sáu lớp khác nhau. Trên cao nhất là thờ Phật, kế đến là trời, kế đến là tiên thánh, thứ năm á là sao hữu mạng của bản thân, và thứ sáu là cô hồn uổng tử. Quan niệm dân gian này có thể đã phối hợp ba truyền thống tín ngưỡng đạo lão, đạo lão, đạo Phật và đạo Cộng, nhưng vẫn xem giá trị tâm linh của Đức Phật là cao nhất. Khuynh hướng tam giáo đồng nguyên nó diễn ra trong một bối cảnh khi mà chính trị giữa Việt Nam và Trung Hoa trở nên rất là khốc liệt. Sự hài hòa về tôn giáo đó, mặc dù vốn khác nhau, trở thành là những yếu tố rất quan trọng để nối kết cái tình dân tộc giữa hai quốc gia, thiết lập nền tảng hòa bình thông qua sự tương nhượng của văn hóa là một nhu cầu rất là đặc sắc và rất là hay. Dân gian là tiếp thu các yếu tố văn hóa trong ba tôn giáo này để thiết lập ra một đàn tràng, mà yếu tố Phật giáo vẫn chiếm một vai trò quan trọng là trời và cô hồn, Phật và cô hồn. Phật là cao nhất, cô hồn thấp nhất. Trời, tiên và thánh đó, thì một số tôn giáo chấp nhận chung và một số chấp nhận riêng. Cúng Phật mà không hiểu được các giá trị tâm linh đạo đức mà Đức Phật đã dâng hiến cho cuộc đời, chúng ta chỉ hưởng được một phần rất nhỏ mà chúng tôi vừa nói là các giá trị sikola, thay vì đó là giá trị kim cương. Đánh đồng Phật với các thần linh tượng đế thì chúng ta không hiểu được Phật. Người dân gian có khuynh hướng cúng cô hồn là bởi vì sợ á các hồn ma bóng vía chết chưa siêu trở thành oan hồn uổng tử, có thể hãm hại đời sống con người và làm cho cuộc đời này trở nên ảm đạm hơn. Hạnh phúc của cõi dương đó, một phần ảnh hưởng từ hạnh phúc của cõi âm.
trong các cuộc chiến, lính của hai bên và dân tộc của hai bên đã nằm xuống. Cái chết uất ức đó đó là tạo ra nỗi hận thù và làm cho họ không siêu sanh thoát quá được. Người cõi âm chưa siêu sanh thoát quá trong hận thù đó là ảnh hưởng cái hận thù của những người còn sống thông qua chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc của một quốc gia. Và do đó sự ngồi lại với nhau để tìm ra một giải pháp chung tháo gỡ các bế tắc là một nhu cầu. Nhà Phật dạy chỉ khi nào chúng ta sử dụng tình thương để tháo gỡ chúng đó, thì chúng ta thấy được là các giá trị của đời sống đó, nó thật sự có mặt. Còn bám vào cái hận thù của những người đã nằm xuống để tạo ra các sợi dây xích của hận thù với những người còn sống vốn không liên hệ trực tiếp với nỗi khổ niềm đau trong quá khứ đó, là một loại bất hạnh lây lan nỗi khổ cho mình và cho người, cho nên cần phải được tháo dỡ nó đi. Người ta đã cúng rất nhiều hoa quả, trầu cao, xôi oản, trà rượu và đốt rất nhiều giấy vàng mã, tiền đô la âm phủ để mong rằng là các cô hồn đó được ăn no, được đầy đủ đó, không còn phá phách người dương thế. Còn trời Phật tiên thánh đó, được cúng đó, cảm thấy thương tình hộ hộ cho, tức là chúng ta biến Đức Phật vốn rất bình đẳng và công bằng trở thành một con người, một vị thần linh rất là cảm tính. Ai cúng mình thì mình phù hộ, còn ai không cúng thì không phù hộ. Thánh tiên và trời có thể làm việc đó, mà dù trên thực tế các vị không thể làm được, nhưng quan niệm dân gian có thể chấp nhận được. Tại vì cái tín ngưỡng quan niệm rằng các vị này có thể ban phước và giảng hòa. Trong khi đó đạo lý nhà Phật dạy là không ai có thể làm được việc đó ngoài chính nhân quả, tức là các hành vi của người đó tạo ra một cách có ý thức hay là vô thức. Ngày rằm tháng giêng, nói chung là tháng giêng, nếu khuynh hướng mà hưởng thụ đó có tính cách ăn chơi đó, thì tiền sẽ ra như nước, các dịch vụ sẽ trở thành chém chặt với cái dao lạc rất bén, giá cả được tăng lên rất cao. Nhang bình thường bán chừng là 5.000 một thẻ, đến ngày lễ này người ta bán đến 20.000. Đèn cầy, dầu, hoa trái, mọi thứ đều tăng giá. Ngay cả tiền âm phủ cũng tăng giá nữa. Người ta làm rất nhiều loại tiền khác nhau và giảm bớt các loại tiền của Trung Hoa vì giá trị tiền tệ và hối đoái của nó thấp lắm. Hiếm thấy những đồng tiền Việt Nam bây giờ thấy tiền đô la Hoa Kỳ giá nó cao, đồng bảng Anh, rồi đồng châu Âu đã chiếm lĩnh thị trường của thế giới âm phủ. Người ta in loạn xạ mà không sợ bị bắt là in lộn tiền. Dĩ nhiên là không có một hương hồn nào có thể sử dụng các đồng tiền đó. Cái tình thương của con người cộng với sự thiếu hiểu biết về tiến trình tái sanh nó làm cho họ thương mà trở thành hại thân nhân. Các hương hồn chưa được siêu sanh thoát quá đó, không ăn uống, không hưởng thụ được bất kỳ cái gì chúng ta cúng. Nhưng cái ảo giác và sự hưởng thụ sẽ làm cho họ bị chấp trước và bị vướng thật sự. Giới nhà Phật dạy các lễ cúng cô hồn chẳng tới đó, làm thế nào để trao truyền cho họ một cái thông điệp rằng cái thân thể vật lý này không còn là của anh chị, ông bà, cha mẹ, người thân. Nó phải trở về với cát bụi qua các nguyên lý đất, nước, gió, lửa. Còn thần thức với dòng cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình của nó qua hình thái của sự tái sanh. Nó phải mạnh dạn đối diện với cái chết để từ bỏ
Bằng không nó sẽ bị vướng víu với hình thức của ma và quỷ và nó có niềm đau chắc chồng. Các đồng tiền vàng mã cúng người đó xài không được, bán người đó sẽ trở thành một ách tắc. Trên dương gian này đồng tiền bị hết chút xíu là không xài được, nếu không đổi trực tiếp từ ngân hàng. Nhà cửa bị đốt cháy đâu có xài được nữa không à, chỉ có nước ngồi mà khóc. Lần này đó mua căn nhà vài 3 triệu, thấp chủng chỉ có 5-6 thấp đó. Giả sử mà đốt cháy mà dưới xài được á, chúng ta biến thân bằng quyến thuộc của mình trở thành những cậu bé tí hon, chiều cao thước 7, chui vô căn nhà đó ở còn có 2 tấc, 1,5 tấc. Và do đó chúng ta thấy là các quan niệm dân gian này rất là sai lầm. Nếu chúng ta chỉ cần suy nghĩ và phân tích chút xíu, nó không còn chỗ để tồn tại nữa. Đã từ nhiều năm qua Phật giáo đã vận động thay vì đổ tiền bạc vào mua giấy vàng mã đốt vào các lò hóa vàng theo cách nói người miền Bắc đó, thì hãy dùng số tiền đó làm các công tác từ thiện giúp cho những người cơ nhỡ, nghèo khó, neo đơn, những cụ già không có người thân chăm sóc, những người khiếm thị đó không có kẻ đỡ đầu, những trẻ em bùi đời nó cần đến cái quyền được đi học, được chăm sóc, được thương yêu, và rất nhiều thành phần bất hạnh khác trong xã hội đang được giam nhốt ở tại các trung tâm bảo trợ xã hội ở mọi tỉnh thành, thì giá trị lợi ích của nó sẽ rất cao và nó rất là thiết thực. Vào các ngôi chùa vào ngày rằm tháng giêng, nếu có làm một cái hỏa lò để đốt giấy vàng mã thì ta thấy là lửa nó sẽ cao ngất, khói mù mịt, bụi bay khắp nơi, không khí trong lành nó bị mất hết tất cả. Chùa mau cũ, Phật đó là mau đen đuốc, giá trị xã hội, giá trị đạo đức, giá trị tâm linh, giá trị văn hóa hoàn toàn mất hết. Vậy mà người ta vẫn làm, là vì người ta không hiểu cái giá trị của việc làm mình nó có thật sự hay không. Ở Tây Hồ miền Bắc á, việc đốt vàng mã nó có thể là tạo ra một ngọn lửa cao ngất đến cả 9-10 mét, ngạt thở, nóng bức khó chịu vô cùng. Mấy năm trở lại đây thì Phật giáo Hoa Tông đã vận động đồng bào Hoa Kiều dành tiền đó để làm từ thiện, thì họ đã gom góp được á, là cứ những ngày rằm tháng giêng, tháng 7, tháng 10 đó vài 300 triệu, mặc dù là chưa có được sự hưởng ứng 100% của tất cả những người Hoa. Ngày nay thì người Việt Nam dân tộc Kinh cũng bắt chước theo, có nhiều người cứ tự an ủi á, thà làm dư thừa còn hơn làm thiếu. Dư thừa không mất mát ở đâu, thiếu á người thân mình ở dưới âm phủ khổ đau lạnh lẽo, không có áo mặc, không có nhà ở, không có tiền để xài thì tội lắm. Rồi họ nằm mơ không có sự tưởng tượng, vì tình thương nhiều quá dẫn đến mơ đó, làm cho họ cứ tiếp tục nuôi cái truyền thống văn hóa sai lầm đó. Ở các chùa vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày đó đều có lễ cúng cô hồn. Lễ cúng cô hồn rất đơn giản, chỉ có một chén cháo rất nhỏ, vài ba hạt gạo và miếng muối. Quan trọng là những lời chú nguyện để giúp cho hương linh nó phá vỡ được sự chấp trước về thân phận của mình để sẵn sàng ra đi, bám vào tình yêu, tình thương, tình thân, gia tài, sự nghiệp, địa vị, chức tước, các chương trình, dự án, kế hoạch đó, thì lại càng khó đi sau khi qua đời. Những nghi thức tụng cúng cô hồn ở các chùa để phá vỡ những quan niệm chấp trước đó, hỗ trợ cho họ ra đi một cách dễ dàng. Cái cúng á chỉ là một cái cớ thôi, vật thực á hương linh ăn đâu được, nhưng mà cái thói quen ăn uống của họ đó là cho họ dễ dàng thiết lập được cái tình cảm thông với người cúng,
Và từ đó họ mới lắng nghe được những lời khuyên trong các bài kinh và tiếng kệ. Cô hồn ngày xưa còn ăn gạo, ăn muối, tại vì giai đoạn đó nghèo mà. Cô hồn bây giờ mình cúng cái thế này nó đâu ăn sô cô la gì cái còn chê nữa, thì cúng là xịn mới được đó. Vì đó mình phải làm bánh trái thái sơn tụ, nhất là cô hồn trẻ, các trẻ thơ trẻ nít đó, là thích ăn bánh ăn kẹo, thì mình phải cúng bánh kẹo cho ăn muối vô nó mặn thấy mồ rồi sao nó giống đấy. Ăn gạo cho sình bụng, ăn cháo chút mau đói. Cái ảo giác đó sẽ làm cho các cô hồn chấp thật, mặc dù không ăn uống gì thiệt. Chứ bây giờ mình cúng mình phải thay đổi. Giờ nhờ đó chúng ta mới dễ dụ các cô hồn trở về nghe kinh thính pháp mới được siêu sanh. Trong dân gian còn có một cái tục đi chơi du trăng hay là đón trăng vào ban đêm. Ở miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, có cái chùa Hà nằm ở Cầu Giấy đó. Không ai bảo ai, nam thanh nữ tú đó, đến tuổi biết yêu cứ nghe ngày rằm tháng giêng là trở về đây tụ tập đông lắm, thắp hương giấy khấn trời Phật gia hộ cho cuộc tình này nó trở thành trọn vẹn nghĩa tình trăm năm tóc bạc. Họ khấn vái với nhau đi có đôi có cặp. Trong khi đó trong dân gian ngày xưa đó thì các cô cậu đó thường đến các cây đa đầu làng, bến hồ giữa số, chỗ gò cao, bến nước, vườn đào, nói chung là cái nơi mà nó có thể tạo ra cái sự lãng mạn để cho tình yêu có thể bén rễ và sống dậy đó, tâm sự với nhau bằng những câu hò để kết nối tình thân và thiết lập tình yêu. Một trong những câu hò quan trọng nhất mà được rất nhiều người thuộc đó, nhớ ơn đêm rằm tháng giêng có ông Nguyệt Lão xe duyên đôi mình. Rồi nhân cái ngày đó tới chùa nhắc lại câu này để ôn lại cái tình yêu rất là nồng thắm. Việc làm mới và làm nóng lại mối tình đó bằng cái thời điểm bắt đầu của nó đó là một nhu cầu rất cần thiết cho rất nhiều cặp vợ chồng. Là bởi vì những năm tháng đầu của tình yêu đó luôn luôn nó có vị ngọt của chăm sóc, hiểu biết, chia sẻ, cảm thông. Vài năm sau đó nó bắt đầu nó đổi khuynh hướng mới, trở thành như là cái tình nghĩa với các trách nhiệm làm vợ, trách nhiệm làm chồng, trách nhiệm làm cha mẹ đối với con cái, và trách nhiệm của một gia chủ đối với làng xóm, một công dân đó, đối với một công sở, một quốc dân đối với một quốc gia. Ý niệm về trách nhiệm xuất hiện trong một đời sống khế ước xã hội hôn nhân đó đã làm cho cái tình yêu ở trong nhiều cặp vợ chồng đã bị mất đi hoặc là giảm đi khá đáng kể. Và nếu như khuynh hướng tâm lý và sự sống của hai người đó khác nhau nhiều quá mà không tìm ra sự tương vượng để đắp bồi hạnh phúc đó, thì nó sẽ dẫn đến cái tiến trình thứ hai là vị đắng, như là sống chung với nhau chỉ mang lại khổ đau, dằn vặt cảm xúc, dằn vặt hành hạ về đời sống và làm cho cả hai bên cùng ngạt thở khó chịu. Tiến trình tâm lý đó nếu không giải quyết nó sẽ dẫn đến bến tắc quan trọng hơn là tình ly dị, bắt đầu bằng một cái tình ly thân, cho đó được kinh điển nhà Phật gọi là vị xuất ly, tức là muốn vẫy tay chào những lý do. Khi mà trái tim của hai bên đó bắt đầu bị xe thắt, lạnh giá, khô eo, bão hòa và không còn một cái tiếng nói chung của cảm thông, hiểu biết, thương yêu nữa, thì việc trở về các ngôi chùa vào ngày rằm tháng giêng đó, nhắc lại những cái kỷ niệm đẹp đó, không phải là điều cấm kỵ. Vì cái đó nó là đối tượng vượt qua của người xuất gia, còn đối với người tại gia là chuyện bình thường. Cho nên người tại gia vẫn có quyền được yêu, tiến tới hôn nhân, hạnh phúc gia đình,
và thể hiện cái đó ở trong khuôn viên của các ngôi chùa không sao cả. Nhờ những cái kỷ niệm đẹp đó đó mà cái giá trị hạnh phúc ban đầu, cái vị ngọt đó, nó được làm mới. Ở trong Phật giáo có một cái câu mà tất cả những người xuất gia đều thuộc lòng để giúp cho người sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn trong đời sống chuyển hóa và tu tập đó. Xuất gia như sơn, thành Phật hữu dư. Nếu duy trì được cái tâm niệm xuất gia như là buổi đầu tiên mới bắt đầu phát tâm, với chí nguyện lớn, với thao thức lớn đó, thì việc thành Phật là chuyện rất dễ dàng, ai cũng có thể làm được. Chúng ta có thể lấy câu nói đó đó áp dụng ở trong tình yêu và hôn nhân. Nếu giữ được cái tình yêu lý tưởng trong những tháng đầu mới bắt đầu quen nhau và trong những năm đầu sống chung hạnh phúc, giữ cái giai đoạn đó cho đến suốt cuộc đời thì khó có thể có nỗi khổ niềm đau rồi xuất hiện lắm. Nên lâu lâu mình phải hâm nóng nó lại, nhắc nhở để có thể vượt qua những điểm dị biệt, dùng bồi tưới tẩm những điểm chung để khiến gạt vô nước của những điều bất hạnh đó, nó không có mặt ở trong gia đình. Cái tục đón trăng thiết lập và nối kết với tình yêu đã trở thành một cái nhu cầu văn hóa và nó rất là hay, bởi vì thể hiện tình yêu ở trong khuôn viên hồ ngôi chùa đó nó rất là đẹp, nó không có những cái yếu tố lố lăng quá đà mà ngày nay đó ở các công viên chúng ta có thể nhìn thấy, vì cái đó nó có thể phá vỡ cái nền văn hóa của một dân tộc. Hơn nữa khi chúng ta nối kết tình thân và tình thương, ôn lại một khoảng thời gian của tình yêu đẹp á, trong đời mình, để cho cả hai người cùng sống lại và làm mới, cái nhu cầu đó nó hỗ trợ cho chúng ta có thể nuôi dưỡng tình yêu một cách có ý nghĩa và có lợi cho cả hai bên, và tránh những sự đổ vỡ không cần thiết. Quan niệm dân gian phát xuất từ quan niệm của Đạo Lão, tạo ra một tiến trình tiếp biến văn hóa rất cần thiết. Và kể từ khi Đạo Phật hòa vào sự tiếp biến văn hóa đó đó thì ý nghĩa của ngày rằm tháng giêng lại càng có nhiều điều để chúng ta có thể học hỏi được. Chứ tôi đã nói ngay lúc đầu, ngày rằm tháng giêng theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông đó, là ngày mà Đức Phật đã thuyết giảng bài kệ giải thoát giới, giải thoát giáo, Upadana Patimokkha, như là một tuyên ngôn về đời sống đạo đức mà tất cả những ai muốn được hạnh phúc rồi càng phải thực hiện và thực tập. Sẽ là một sai lầm khi chúng ta cho rằng đời sống đạo đức nó chỉ dành cho người xuất gia, nó là vòng đai bảo hộ cho tất cả mọi người. Chúng tôi đề nghị chúng ta nên thay thế cái từ giới, giới cấm đó, trở thành đạo đức. Bởi vì cái khái niệm giới và giới cấm trong chữ Hán dịch từ Tử Sila trong tiếng Pali Sanskrit của Phật giáo đó, đã làm cho người ta cảm thấy rằng đây là một điều cấm đoán, một mệnh lệnh cấp. Cái đó nó tạo ra một sự căng thẳng mỏi mệt cho những người thực tập. Khi chúng ta dịch theo nghĩa hiện đại là đạo đức và điều khoản đạo đức, hay là những yếu tố để thiết lập đời sống đạo đức đó, chúng ta sẽ thấy rằng là nó là một nhu cầu cho bản thân mình, và việc thực hiện sống với nó đó sẽ làm cho chúng ta được thăng hoa với các giá trị. Ở trong bài kệ giải thoát giáo này, Đức Phật đã nói về điều tuyên ngôn đầu tiên, mà nếu chúng ta chịu khó phân tích đó, và hành trì, chúng ta sẽ thấy rằng là cái giá trị dấn thân phục vụ tha nhân nó trở thành như là tông chỉ của Phật giáo. Ai hành trì chánh pháp
là cúng dường Đức Phật bằng cách cao quý nhất trong các sự cúng dường. Hành trì là mình sống với nó. Chánh pháp của Đức Phật được hiểu bằng ba mệnh đề tạo thành con đường tâm linh với nhiều giá trị chuyển hóa. Mệnh đề một, không làm các điều xấu. Mệnh đề hai, thực hiện các hạnh lành. Mệnh đề ba, thanh tịnh hóa tâm. Rất nhiều người tốt trong xã hội mới thực hiện được cái mệnh đề thứ nhất, tức là một phần ba của con đường tâm linh. Họ chưa từng vi phạm luật pháp, chưa từng làm việc xấu, thậm chí chưa từng có ý nghĩ hại người nào, và họ nghĩ rằng là họ đã có được nhu cầu hạnh phúc rồi. Cho nên khi khuyên đi chùa đó, họ nói thôi, ai làm tội mới đi chùa, chứ tôi đâu có tội lỗi gì đâu, tôi đi. Theo đạo Phật á, người không làm những điều xấu, không vi phạm luật pháp, không có tội thì không có phước. Giết một người đó phải bị luật pháp trừng trị, hận thù kết nối, khổ đau đó theo đuổi ta. Khi chúng ta giữ được điều đạo đức không giết người, chúng ta mới thoát khỏi những áp đó thôi. Chúng ta vẫn chưa gieo trồng một cái gì đó tốt cho cuộc đời. Thì tương tự, không nói láo, không cướp giật, không hại người, không ganh tị, chỉ là một phương diện tốt tiêu cực cho bản thân thôi. Nó là một phần ba là yêu cầu đầu tiên cho một đời sống đạo đức. Cái mình là thứ hai Đức Phật dạy là thực hiện các hành lập. Ai đã có những thói quen không hại người, không giết người rồi đó, cần phải phát huy thêm một cái năng lực tốt hơn, đó là mang lại sự sống, bảo vệ sự sống, thiết lập hòa bình, kêu gọi hai bên lâm chiến đó, giải trừ quân bị, để nỗi khổ niềm đau trong tan tóc, tạo ra hạnh phúc có mặt. Ai đã có thói quen không cướp giật rồi đó, thì cần phải thực tập thêm một cái hạnh tốt nữa là ban tặng, chia sẻ số tài sản của mình cho những người đang có nhu cầu. Ai đã từng là không nghiện ngập, không rượu chè, thì cần phải tạo thêm các yếu tố là giúp cho cuộc đời cũng có được cái thói quen tích cực đó. Nói chung là phải làm rất nhiều việc làm. Việc làm cho bản thân, cho tha nhân, theo sở trường, theo khả năng và theo sở thích của mình. Một phần ba con đường tâm linh còn lại rất quan trọng và quyết định giá trị của hành động. Đó là chúng ta làm việc nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời vì động cơ gì? Có người làm vì cái danh. Khi thấy là được báo chí, đài truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, cho nên mình thích làm để danh của mình có mặt lên lưới sau. Có người muốn lấy le với thiên hạ rằng tôi là một người giàu có, cho nên tôi có thể giúp người này người kia. Hoặc là người nào đó vì bất đắc dĩ thấy người thân, người quen của mình làm việc nghĩa, mình giàu hơn mà không làm, bị người ta phê bình chỉ trích, cho nên buộc phải làm. Hoặc là có nhiều người làm nó như là một cái nghệ thuật quảng cáo. Thay vì tốn tiền quảng cáo sản phẩm nó giá trị nó không cao, làm các việc nghĩa để thế cho sự quảng cáo đó, để lại làm được cả hai bên. Nói chung động cơ như vừa nêu nó làm cho các việc làm thiện của chúng ta không phát xuất từ cái tâm thanh tịnh, nó phát xuất từ động cơ rất ích kỷ, mặc dù nó vẫn có ích cho cộng đồng, cho xã hội. Như nhà Phật dạy chúng ta cần phải nâng cao động cơ lên, tức là mình làm các việc nghĩa, việc tốt, như là làm cho chính bản thân mình, mang lại hạnh phúc cho người khác, cũng chính là mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Đó là thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm nó có nhiều cách để thực hiện, bằng tu tập thiền quán,
thay đổi dòng cảm xúc, thói quen nhận thức phân biệt, cách thức ứng xử của hành vi, nghệ thuật giao tế, cung cách, vân vân, thay đổi và chịu mất một cách trọn vẹn, chúng ta sẽ trở thành một con người rất mới. Và mỗi lời nói, ý nghĩ, việc làm chúng ta sẽ mang lại lợi lạc cho thai nhân không? Hoặc là chúng ta sử dụng danh hiệu của Đức Phật như là một phương tiện để gửi gắm tâm vào, để thiết lập trạng thái chánh niệm và tỉnh thức. Tâm không còn vọng động vào các đối tượng có thể làm cho con người bị sa đắm, mất đi nền tảng của hạnh phúc. Hoặc là sử dụng câu thần chú đó để tạo một tiến trình thân khẩu đều được thanh tịnh, thì điều có thể làm cho tâm chúng ta trở nên đẹp và ấn tượng. Cho nên ai hành trì được dứt ác, làm lành và thanh tịnh tâm đã đang làm cái công việc cúng dường Đức Phật một cách có ý nghĩa nhất trong xã hội này. Đức Phật đâu có khuyên chúng ta là đốt nhang dâng hương, đốt vàng mã cầu nguyện giáng sinh đâu, không có. Ngài hãy dạy chúng ta là sống một đời sống đạo đức gồm có ba bước. Bước một, dứt ác để không làm khổ mình và tha nhân. Bước hai, làm lành để mang lại lợi lạc cho mình và người. Bước thứ ba đó, thanh tịnh tâm để cho động cơ của mình nó có một cái nghĩa cử cao thượng, với tấm lòng vô ngã, vị tha, dấn thân thương đời thương người. Đây là cúng Đức Phật một cách thiết thực nhất. Trên thực tế thì dân gian và Phật tử lại có khuynh hướng là thích cúng Phật bằng nhang đèn dân dân. Đèn thì chúng ta có thể cúng được vì nó không tạo ra ô nhiễm nhiều, còn nhang là tạo ra ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến tim mạch, ảnh hưởng đến não trạng, ảnh hưởng đến thần kinh, ảnh hưởng đến sự tu tập. Để ra cái ngày rằm tháng giêng là cái ngày giảng kinh thuyết pháp ở các chùa, mà các chùa phải ngưng vì người ta đi đốt nhang đầy ngày hết, ngồi chừng là 2 phút mình là ngạt thở rồi. Nếu chúng ta dành là cái số tiền mua nhang là đốt nhang đó để làm các việc việc thiện như Đức Phật dạy đó, để cúng dường cho ngài, thì cuộc đời này bớt khổ đau, bớt đi nhiều lắm. Rất tiếc là chúng ta thích làm những việc đó, chúng ta tưởng rằng làm như là có phước, lúc đó làm không có phước mà có tội nữa. Phật mới sơn phết sau trước Tết rồi, đốt nhang nhiều quá Phật nám hết trơn, tiền sơn Phật nó tốn mấy triệu đồng, tiền mua bó nhang có 3.000 đồng. Cho nên cái tiền quý vị cúng vào chùa không đủ tiền để sơn phết Phật nữa. Do đó chúng ta phải cúng bằng đời sống đạo đức, cúng bằng đời sống thiền định, cúng bằng các nghĩa cử cao thượng, cúng bằng con đường nhắn thân, cúng bằng sự giúp đỡ tha nhân và cộng đồng. Đạo Phật dạy chúng ta nhập thế, nhưng Đạo Phật dạy chúng ta biến Đức Phật trở thành thần linh để hưởng thụ. Bài kệ thứ hai Đức Phật dạy là không phỉ báng phá hoại, luôn tinh nghiêm giới luật, sống phòng hộ các căn, tiết độ trong ăn uống, sống thanh tịnh an nhàn, hướng tâm về giải thoát. Nếu mình đi ngày rằm tháng giêng đó, sống với các giá trị tâm linh vừa nêu đó, thì rõ ràng là đi chùa quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Còn nếu chỉ đi đốt nhang cầu nguyện giáng sinh, cúng sao giải hạn, đốt giấy vàng mã thì chẳng những không có phước có tội, tạo nghiệp mê tín, tạo nghiệp vô minh đó, nó làm cho đời của mình đó, khổ từ kiếp này sang kiếp khác. Đời chưa nói nhiều con chùa miền Bắc bây giờ người buôn bán từ dọc dọc theo cái lộ trình hành hương đó, làm nhơ với cảnh cõi thiền, thịt cá bán đầy dãy, ăn uống nhậu nhẹt khắp nơi, làm cho cảnh thiền trang nghiêm thanh tịnh mất hết ý nghĩa của nó. Nhiều người chỉ biết nghĩ đến cái lợi trước mắt mà không nghĩ rằng là mình đã mang lại những cái giá trị rất là xấu, làm cho đạo Phật mất hết ý nghĩa. Cái giá trị tâm linh nó thường là một cái đời sống của sự hiểu biết và cảm thông.
nơi đó không có yếu tố cá tính tâm lý phỉ báng người khác. Đạo Phật dạy chúng ta xây dựng hơn là phỉ báng. Để đả phá phê bình chỉ trích phỉ báng người khác đó, cái người thiếu học, thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết nhiều chừng nào thì có thể làm thành công chừng đó. Nhưng để xây dựng và phát triển đó, kiến thức không vẫn chưa đủ mà còn phải cộng thêm tấm lòng, trái tim hiểu biết và nhiều nỗ lực, nhiều điều kiện khác nữa mới có thể thành công ở một phần rất nhỏ. Thì nhà Phật dạy chúng ta là không nên phỉ báng, phải nên xây dựng. Nếu mình thấy người nào đó chưa tốt thì nên góp ý họ để họ có thể làm mới chính họ. Thế giới internet ngày nay đó, lợi và hại đều có. Vào các diễn đàn và các email, chúng ta thấy là các cái thông tin chửi bới cá nhân, bày tỏ sự hận thù để thanh toán triệt hạ dây đẩy á. Còn những email mà ca ngợi người người tốt, việc tốt á, hầu như hiếm có. Cái điều tốt thì ít ra truyền bá, mà điều xấu của người khác người ta tình nguyện trở thành cái loa phóng thanh rải khắp mọi nơi mọi chỗ. Cái tâm con người hẹp hòi như vậy, cho nên muốn có được đời sống tâm linh và giá trị lớn lắm thì chúng ta cần phải học cái đức xây dựng để giúp cho người đó phát triển. Sự phỉ báng dẫn đến phá hoại, thứ nhất là phá hoại mối quan hệ tình người và phá hoại hạnh phúc. Tất cả những kẻ nói xấu người khác đó đều tạo ra những ách tắc trong cuộc đời. Thơ nạp danh, lời tuyên truyền vu khống, tô đen, bóp méo, có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Nhà Phật dạy chúng ta là hãy sống vững chãi như là ngồi giữa gió xuân, tức là không bị các ngọn gió ảnh hưởng. Gió vẫn có, mùa xuân cũng có, đông hạ thu cũng có, gió lớn gió nhỏ, gió thoang thoảng, gió như cơn lốc. Thì nếu chúng ta ngồi vững giữa gió xuân, không có tất cả những biến cố nào thăng trầm tốt xấu thị phi trong cuộc đời này có thể lay động mình được, mình phải làm chủ chính mình bằng sự ngồi vững dạ với niềm tin và với bản lĩnh của sự chịu đựng các thách đố ở trong cuộc đời. Sống tinh nghiêm trong đời sống đạo đức đó là một nhu cầu. Có nhiều người không tin đời sau tiếp tục hiện hữu, do đó họ không thấy được giá trị của đời sống đạo đức và cái hậu quả của những hành động xấu xa. Thế giới ăn quán giang hồ là thế giới của sự bế tắc, vì họ không thấy được rằng là nó có một cái đề tiếp nối sau và con người sẽ phải chịu lấy hết tất cả các hậu quả hay là kết quả tốt hoặc là xấu của nó. Cho nên tinh chuyên đời sống đạo đức là cách thức để giải tà giải ác. Thay vì đổ dồn tiền bạc vào cúng sao giải hạn thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy đắp bồi đời sống đạo đức. Đức trọng quỷ thần kinh, đức mình lớn rồi đó, các quỷ thần xấu trong cuộc đời này đó phải kính phục lễ bì, không thể hại được, và nó có cái năng lực là chuyển hóa những hành động tiêu cực nếu có trong quá khứ. Không làm các nghĩa cử cao thượng, không vun bồi để sống đạo đức mà cứ van xin cầu nguyện đó, thì lòng mê tín ngày càng gia tăng và nỗi nơm nớp lo sợ đó, sự trừng phạt của luật pháp, sự cô lập của xã hội, sự kinh khiên của con người đó lúc nào nó cũng có. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là hãy nhìn thấy hạt giống nhân để không phải sợ kết quả của nó. Còn thế gian đó thì khi làm mà không sợ, khi quả đến đó thì mà khóc lóc van xin làm sao cứu được bản thân mình. Hộ trì các giác quan là một nhu cầu để làm chủ chủ nghĩa tiêu thụ, như là một khuynh hướng, như là một bản năng của con người. Mỗi bộ giác quan có nhu cầu tiêu thụ khác nhau.
Con mắt thấy vậy mà nó tiêu xài tiền của con người nhiều nhất rồi. Nó tiêu xài bằng nhu cầu của thẩm mỹ, nhu cầu của trang sức phẩm, thời trang, du lịch, thưởng thức, phim ảnh, văn nghệ, đi không? Cái hạnh phúc mang lại từ cái cửa giác quan của con mắt đó, nó cao hơn rất nhiều thứ. Chứ vì thế người ta mới nói là con mắt là cửa ngõ tâm hồn. Buồn vui đi được thể hiện qua ánh mắt của con người. Cái nụ cười người ta có thể làm giả dối được, cười gượng, cười đau, cười trong nước mắt vẫn có thể được, nhưng mà con mắt mà đang buồn mà làm vui khó lắm. Trong đó có nhu cầu tiêu thụ của lỗ tai, nó đóng một vai trò cũng khá quan trọng, vì con mắt đó, đi liền với lỗ tai. Phim thời đại của sạc lô bây giờ nó không có thịnh hành. Phim câm chúng ta phải tưởng tượng và giải mã. Bây giờ phim phải có âm thanh, âm thanh như là sự thật đang diễn ra, làm cho người bị kích động. Các loại hình giải trí của nhạc văn nghệ nói chung đó rất là cao, người ta có thể bỏ tiền ra rất là nhiều để thưởng thức đó. Còn ăn, ngửi, tiếp xúc của thân thể nó cũng không kém mà quan trọng, nó có thể làm cho người ta tốn rất nhiều tiền. Và thiếu sự kiểm soát đó có thể biến thân phận mình trở thành nạn nhân và kẻ nô lệ. Thế nhà Phật dạy là trong sự tiêu thụ đó, chúng ta phải làm chủ. Muốn làm được chủ của thân thể này thì chúng ta phải xem rằng là mục đích của đời sống không phải là để ăn và hưởng thụ, mà ăn để phục vụ cho sự sống thôi, chứ mà để hưởng thụ. Người giàu sang cỡ nào đi nữa, ngủ một ngày cũng có cái giường thôi. Ta phải có 10 căn nhà, đầu hôm ngủ nhà A, cuối hôm ngủ nhà B, giữa hôm á ngủ nhà C. Trước sau gì cũng bị mất ngủ và căng thần kinh, tăng sông máu. Giàu cỡ nào như là nữ hoàng của anh đi nữa thì mỗi ngày cũng mặc chừng 3 bộ đồ là cùng, chứ đâu ai mặc 20-30 bộ đồ đúng không? Còn người giàu là có nhu cầu là tiêu tiêu thụ ít hơn người nghèo về phương diện ăn uống, ăn kiêng ở cử, giữ eo óc, giữ vóc dáng, giữ thể hình. Người nghèo ăn thoải mái hơn. Nói chung là cái nhu cầu ăn uống mặc nó phải chừng thôi. Và nếu mà thiếu sự kiểm soát nó, mình sẽ biến mình trở thành nạn nhân. Cho nên làm chủ được các giác quan là trở thành bậc thánh. Cái tiến trình tu tập là để cho mình làm chủ, thay vì mình trở thành kẻ nô lệ. Sống an nhàn ở trong sự thanh tịnh của đời sống đạo đức, sống hạnh phúc ở trong đời sống rất là giản đơn. Do đó nó có thể thiết lập được bằng nhận thức về tính giá trị của đời sống này. Chúng ta có thể quan sát các nhà sư, các sư cô đó, ở một năm chỉ mặc có 3 bộ đồ, mà nếu bộ đồ đó không có rách, không có hư đó, thì không có nhu cầu may mới cho năm sau nữa, mặc cho đến lúc nào hư thì thôi. Bộ đồ này 5 năm rồi, có sao anh? Đức Phật ngày xưa cũng vậy thôi, là hạnh phúc vẫn có trên đôi môi, trên ánh mắt, không qua nụ cười, tướng đi, vóc dáng, cử chỉ, giao tế, sinh hoạt, đi đứng nằm ngồi. Bởi vì bản chất của hạnh phúc nó liên hệ đến dòng cảm xúc, với sự huân bình và làm chủ vô tâm, chứ đâu thuộc và tỷ lệ thuận với khối lượng của vật chất. Do đó nhà Phật dạy là những người tại gia cũng cần phải thực tập một phần nào đó của người xuất gia về việc làm chủ các giác quan để thanh tịnh cái đời sống của mình, tạo ra cái chất liệu an nhàn, hoan hỷ, thư thái, thảnh thơi. Cái nhu cầu đua đòi đã làm cho người ta bị khổ đau nhiều lắm. Trong vòng 6 tháng vừa qua, chúng tôi có cơ hội đi thuyết pháp tại các trại tù, các trung tâm cai nghiện, các trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ,
ra trung tâm bảo trợ xã hội và thấy rằng tại đây cái giới trẻ từ tuổi 18 cho đến 30 chiếm 90%, xuất thân phần lớn từ các tỉnh lẻ nghèo khó về đời sống vật chất, muốn có một đời sống xa hoa chân diện để sĩ diện với bạn bè và không muốn nỗ lực từ mồ hôi và nước mắt của bản thân mình, cho nên đã rơi vào con đường của tội lỗi. Và do đó khi mà mình thấy được cái giá trị của đời sống an nhàn, hạnh phúc, nó có mặt với những người với cách sống, thì chúng ta sẽ tránh được thái độ đua đòi không cần thiết đó. Bây giờ Phật dạy là biết ít, ít muốn và biết đủ. Ít muốn là không đua đòi, biết đủ là hài lòng với những nỗ lực của mình và kết quả của nó. Vì nó không rơi vào tình trạng là an phận thủ thường. Mình vẫn làm hết mình bằng trái tim, bằng nhận thức, bằng phương pháp luận, bằng nỗ lực, với sự hỗ trợ của những người đi trước, những người thân, người đồng nghiệp. Mà nếu kết quả nó chỉ chừng đó thì chúng ta nên hài lòng với nó. Bởi vì cái tác động của nhân quả đa chiều đó, nó sẽ dẫn đến một kết quả mà muốn cũng không thể hơn, muốn giảm đi cũng không thể được. Cho nên hài lòng với những kết quả thông qua sự lưỡi và nhân quả sẽ làm chúng ta có được hạnh phúc. Chúng tôi xin trích một bài kệ cuối cùng vì bài kinh này nó hơi dài. Những tranh chấp lớn nhỏ hóa giải nhờ nhẫn nại, không mê hoặc dọa dẫm gây thương hại cho ai. Thì đó là cái nghệ thuật để mang lại hạnh phúc cho mình và người. Các tranh chấp thường phát xuất từ những xung đột va chạm, nó gắn liền là một cách trực tiếp và là gián tiếp với cái quyền lợi và cái sĩ diện của cái tôi. Tranh chấp về danh vọng, địa vị, chức tước, lệ lọc về kinh tế, vân vân, làm cho người ta trở thành kẻ thù của nhà. Đứng trước cái cơn gió lốc của tranh chấp đó, người ta đã thường có tâm niệm là không đội trời chung và biến họ trở thành mặt trời cho người khác là mặt trăng. Ngày và đêm, tối và sáng luôn phiên để thay thế, xen lẫn cho nhau chứ không thể đồng tồn tại cùng một lúc. Cái khuynh hướng tâm lý loại trừ đó đã làm cho mọi tranh chấp từ nhỏ trở thành lớn, phức tạp, ít trở thành nhiều. Khổ đau đó nó sẽ theo đó mà tỷ lệ thuận từ cấp số cộng đến cấp số dân. Đức Phật dạy để có được hạnh phúc và sự an bình đó, không tranh chấp lớn nhỏ. Liệu chúng ta sống ở trong cái thời kỳ của nền kinh tế thị trường mà cái cán cân của cung và cầu đó nó diễn ra theo một cái quy luật rất là khốc liệt và loại trừ không thương tiếc, thì chúng ta có thể thoát khỏi cái sự tranh chấp lớn và nhỏ hay không? Đạo Phật dạy chúng ta về cái chức năng của sự vật, và khi mình tạo ra một cái sản phẩm nào đó cho các khách hàng của mình đó, mình nghĩ rằng mình đang đóng một vai trò chức năng để phục vụ, thì lúc đó chúng ta sẽ loại trừ được cái tâm lý xung đột tranh chấp. Nó có thể thiết lập như một cái nền tảng nó xây dựng. Nếu người khác phục vụ được khách hàng thì thôi, mình khỏi phục vụ, mình vẫn phải bán. Mỗi sản phẩm đó cần phải có một cái đặc tính, giá trị để cho khách hàng chọn lựa. Vì đó đừng bao giờ sợ là không có khách hàng. Vì thế giới này đó là chính người mười ý, thậm chí là chính người cái trăm ý cũng có. Cho nên đó là khách hàng sẽ chọn mặt hàng này mà không chọn mặt hàng khác. Do đó đừng sợ là không có khách hàng để phục vụ. Cái tâm tranh chấp lớn và nhỏ trong nền kinh tế thị trường giữa lợi và hại của lợi dụng kinh tế nó sẽ không có mặt. Chúng ta vẫn có thể sống bình yên giữa các bạn hàng với nhau. Các gian hàng mà bán cùng một sản phẩm ở Việt Nam thường không vui với nhau. Chủ hàng giành giật khách hàng với nhau. Ra những cái quán
quán bán về hủ tiếu phở đó, xe vừa đạp vừa chuẩn bị đến đó là một số người ta chạy ra, ta rước khách này giành giật với nhau, đó là sự tranh chấp. Còn chúng ta cứ để cho khách hàng tự lựa chọn, nếu cái khẩu vị này có thể làm mà thỏa mãn được thực khách đó, thì họ sẽ đến, còn thỏa mãn được thì chúng ta cần phải thay đổi phong cách và tăng giá trị của chất lượng thì khách hàng sẽ đến với mình thôi. Cho nên tranh chấp để làm gì? Hóa giải nhờ nhẫn nại, tức là mọi thứ hận thù bế tắc khác biệt có thể hóa giải được hết, với điều kiện là tâm chúng ta phải có một cái bản lĩnh chịu đựng và thấy rõ được cái gốc rễ của sự khác nhau dẫn đến những bế tắc, để thay vì trách móc quy kết trách nhiệm lỗi và phải đó, chúng ta có thể tạo đến một sự cảm thông và thương nhượng, cho nên hai bên có thể hòa giải và hòa hợp với nhau và có thể sống với nhau trong hạnh phúc và hòa bình. Không mê mặt, mê hoặc, dọa dẫm, tức là bản thân mình phải làm thế nào đó cho tâm mình được trong sáng, tội giác được phát quang, nhận thức được sáng suốt, trực quan được sinh động, mọi nhận định đánh giá quyết định không bao giờ hối hận, và vì nó không có bất cứ một sai lầm nào. Không dọa dẫm người khác, không thù hằn một cái hù đó bằng ba cái tát, một cái dọa ba cái đánh. Hù dọa người khác làm cho người ta phải đau về phương diện cảm xúc vì không biết rằng là mình sẽ đánh họ lúc nào. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là hãy thiết lập tình thương. Cha mẹ đôi lúc lấy cái quyền làm lớn á, hù dọa con em của mình dùng những câu rất là nặng và nó sợ, và chính cái sợ đó nó dẫn đến những mặc cảm rồi bị bế tắc. Khi chúng bạn tới rủ rê, nó có thể dễ dàng bỏ nhà ra đi. Trong rất nhiều trung tâm mà chúng tôi có mặt đó, các em tuổi thơ từ 4 cho đến 15 tuổi đó, mỗi một trung tâm như vậy là khoảng từ 500 đến 1.000 người. Cái nguyên do bỏ nhà ra đi phần lớn là do việc không tìm thấy được hạnh phúc ở trong gia đình, vì cha mẹ đã dọa dẫm và hù nhiều quá. Tại vì cái bất hòa giữa cha và mẹ đã làm cho cái không khí trong gia đình nó ngột ngạt khó thở lắm, nên chúng phải tìm chỗ khác để thay thế. Không ai gặp phải bạn xấu, cho nên là chúng phải rơi vào cuộc đời bất hạnh. Và cuối cùng là đừng bao giờ gây tổn thương và khổ đau cho ai. Đó là một cái điều yêu cầu cho đời sống hạnh phúc. Là bởi vì đó, khi mà mình tạo khổ đau cho người khác đó, thì bản thân mình cũng bị khổ đau. Khổ đau bởi nhân quả nghiệp báo, khổ đau bởi luật pháp trừng trị. Cho nên bảo hộ người khác cũng chính là bảo hộ hạnh phúc của bản thân mình. Ngày hôm nay khi chúng tôi chia sẻ về đề tài đi chùa quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng, chỉ để nhắc đến một điều quan trọng, đó là chúng ta đừng biến Đức Phật trở thành một vị thần linh ban phước giáng họa, mà hãy xem Đức Phật là một tấm gương vĩ đại của một đức tính cao thượng vô ngã vị tha, tuệ giác sáng chói, lòng từ bi không giới hạn. Thì dấn thân không mệt mỏi suốt 45 năm của Ngài đã mang lại lợi lạc cho biết bao nhiêu là thế hệ. Cho nên cố gắng học hỏi được phần nào hay phần đó ở Ngài để chúng ta trở thành những con người có ý nghĩa. Nếu ngày rằm tháng giêng chúng ta đến chùa mà sống với những đức tính tốt đó đó, thì chắc chắn rằng là cả một cái quãng đời 5-7 tháng, 5-7 năm của chúng ta đó, nó chỉ bằng một cái ngày làm như cái cao thượng. Và nếu như ngày nào cũng làm được như ngày rằm tháng giêng thì đời sống này nó thật sự là có nghĩa và hạnh phúc. Ngày mai nhân ngày rằm tháng giêng, ngày rằm quan trọng của Phật giáo, chúng tôi có tổ chức quy tam bảo để giúp cho tất cả các anh chị và bà con cô bác nói chung đã có thiện cảm với Đức Phật, đã đi chùa lại Phật nhưng mà chưa chính thức trở thành Phật tử, thì nên mạnh dạn phát nguyện làm đệ tử của Ngài. Có nhiều người nói
Thầy ơi, tôi không muốn là Phật tử. Hỏi sao vậy? Vì phát nguyện trước Đức Phật mà muốn không giữ giới được á, sợ tội nhiều hơn. Trong nhân quả đó, dù là đệ tử Phật hay không đệ tử Phật á, khi mình làm một điều sai thì tội cũng ngang nhau, nhưng làm đệ tử Phật á, chúng ta có cơ hội để không có bị tội. Nhiều người hỏi sao vậy? Đơn giản thôi, là bởi vì mình biết rằng đó là một điều xấu, hậu quả nó ảnh hưởng không chỉ đời này mà đời khác nữa, cho nên sợ không dám làm. Còn nếu như ta không phát nguyện á, thì chúng ta có thể làm thoải mái. Làm thoải mái thì mình khổ với ai khổ đâu. Cho nên chẳng lẽ bây giờ mình không chịu phát nguyện làm đệ tử Phật để mình chấp nhận cái khổ đau cho mình à? Cứ mạnh dạn đi, rồi từ từ chúng ta sẽ sống một đời sống đạo đức thôi. Có người nói giờ buôn bán mà không nói láo chịu không được, mình không có lời, thuế má cao dữ lắm, cho nên phải nói láo. Thì cứ quy tâm bảo đi, mốt nói láo còn có lương tâm, thay vì chặt người ta gấp ba lần thì chặt một phần nửa thôi. Thay vì cho người ta thuê bạc 12, 13, tán gia bại sản luôn, giờ phạt bạc cao hơn ngân hàng chừng 1%. Mình có lòng đạo đức và nhân từ, cho nên mình biết được đạo lý rồi đó, thì các hành động tiêu cực nó sẽ giảm thiểu rất nhiều, và ý nghĩa nó sẽ làm cho mình sống rất có hạnh phúc.